Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình giới thiệu sản phẩm bến xe cổ Kinh Bắc. Thì hiện đang là buổi chiều ngày 20 tháng 1 năm 2021. Thì trong buổi chiều hôm nay thì sở em xin hân hạnh giới thiệu đến toàn bộ quý vị và các bạn hai sản phẩm đồng hồ tứ trụ kiểu vát bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi với mẫu thiết kế là cột chặt kim cương. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì sở em đã nhận được một tín hiệu đặt hàng từ anh Dũng đến từ thành phố Bắc Giang. Thì trước kia anh Dũng có mua một sản phẩm đồng hồ tứ trụ và kèm theo đó là một chiếc tủ rượu góc với đồng chủng loại gỗ là gỗ hương đá Nam Phi. Và ngày hôm nay thì anh Dũng đã giới thiệu hai hàng xóm cạnh nhà anh, thì cả hai vị đã thích cái sản phẩm đồng hồ tứ trụ bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi với mẫu thiết kế là cột chặt kim cương và đã đăng ký đặt mua và đã trao niềm tin và chuyển khoản đặt cọc. Thì ngày hôm nay thì sở em sẽ quay lại một đoạn video clip ngắn để lưu lại kỷ niệm cũng như là giới thiệu sản phẩm đồng hồ tứ trụ kiểu vát đến toàn bộ quý khách hàng để khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được cái mẫu sản phẩm đồng hồ đẹp nhất thị trường. Và sản phẩm này với mẫu thiết kế là cột chặt kim cương vào khoảng độ tháng 8 năm 2020 thì sẽ đã chính thức là vẽ mẫu cũng như là đưa ra mắt cái sản phẩm đồng hồ với mẫu thiết kế là cột chặt kim cương vị nhé. Và cột là cột liền nguyên một khối có đường kính là 7 phân và giá thành thì hiện tại sở em đang chào bán với giá là 13 triệu đồng vị nhé. Hoàn thiện kỹ và chọn gỗ chọn vân thì cực kỳ đều màu và phủ sơn màu chân trên nền sơn O7. Với kích thước chiều ngang là 90 và sâu là 42 phân và toàn bộ 8 chiếc cột đều là cột liền quý vị nhé, với mẫu thiết kế là cột chặt kim cương. Và sản phẩm này được thiết kế là hồi liền quý vị nhé, hồi cũng là hồi liền một tấm có độ dày là 1/7. Và toàn bộ những sản phẩm đồng hồ mà sở em đưa ra mắt thị trường đều có tem mác xuất xứ của xưởng và hai số điện thoại để khách hàng có thể gọi điện để tư vấn về mặt kỹ thuật cũng như là gọi điện để đăng ký đặt mua, đó là 0968 82 từ quý 0 và 0868 82 từ quý 0. Và địa chỉ của sở em thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và sản phẩm này được chế tác là hồi liền quý vị nhé, hồi liền có độ dày là 1/7 đó, hồi liền. Và toàn bộ các phần hàng rào thì đều được vắt cong, được vắt cong quý vị nhé. Và quan tiện là tiện lục bình, và trong phong thủy thì lục bình đem lại sự may mắn cũng như là tiền tài tài lộc về cho gia chủ. Và cái phần khung kính cũng được xưởng em làm rất là dày quý vị nhé, và đục là lúa và chặt hạt. Và toàn bộ phụ kiện cũng như là con lắc thì đã cân chỉnh, và toàn bộ ba quả tạ thì đều được chia rất là cân quý vị nhé, chia rất là cân và lắc thì cực kỳ đều đó. Sản phẩm có độ bền rất là cao và cái phần máy thì sớm sẽ bảo hành cho khách hàng 2 năm về máy theo đúng hãng đó, 2 năm về máy theo đúng hãng sẽ đổi mới cho khách hàng nếu có lỗi do nhà sản xuất. Và sản phẩm được chế tác 100% bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và bên trong thì có một cây thì sẽ em vừa tháo máy để chuẩn bị đi dắt vàng Đài Loan quý vị nhé. Và sản phẩm này thì đã có một khách hàng đăng ký đó, đồng hồ tứ trụ dắt vàng Đài Loan. Thì khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm dắt vàng thì có thể theo dõi video clip của em trên YouTube đó. Sản phẩm và cái sản phẩm này cũng có kích thước chiều cao là cao 2m27 bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Với những sản phẩm dắt vàng Đài Loan thì có giá thành cao hơn quý vị nhé đó. Và khách hàng có thể tham khảo thêm một số đồng hồ bằng chất liệu như là gỗ Monicon. Và sản phẩm đồng hồ bằng chất liệu gỗ Monicon thì sở em cũng được rất là nhiều khách hàng quan tâm và đăng ký đặt mua. Thì sáng ngày hôm nay thì đã đi một chiếc đó, một chiếc mặt vuông vậy nhá. Và bên trong thì có khoảng độ 7 chiếc đó, vẫn còn khoảng độ 7 chiếc để phục vụ khách hàng vào dịp cuối năm năm 2020. Và cũng khoảng độ 10 ngày nữa thôi thì sở em sẽ kết thúc cái công việc là sản xuất cũng như là dừng làm những sản phẩm đồng hồ tứ trụ. Vì vậy là những khách hàng nào quan tâm hoặc là yêu thích đến sản phẩm đồng hồ thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở để tham quan, chiêm ngưỡng và cảm thấy ưng ý thì có thể ký duyệt và đặt mua. Đó, rất là nhiều vị nhé. Và bên ngoài thì có khoảng độ 10 chiếc nữa đang để mộc thì sẽ hoàn thiện cố trong khoảng độ một vài ngày tới thì sẽ kết thúc năm 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán năm 2021. Thì tối ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục là lắp thêm 5 cây vị nhé. Lắp thêm 5 cây. Và sản phẩm này có kích thước chiều ngang là 90, họa tiết chủ đạo là đục họa tiết hoa lan tây đó, và lắp máy điện tử Sunny Hàn Quốc với giá thành là 13 triệu đồng. Và toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp với sở em theo hai số điện thoại, đó là 0968 82 từ quý 0 và 0868 82 từ quý 0. Và sở em thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và bên trong thì có một sản phẩm để lắp máy cơ đó của bác Dương, bác đến từ thành phố Hà Nội. Và chiếc đồng hồ hoa lan tây thì có một khách hàng ở thành phố Hải Dương đã đăng ký đặt mua. Thì vẫn còn rất là nhiều vị nhé. Thì những cái sản phẩm đồng hồ thì sở em đưa ra mắt thì đều là những sản phẩm hàng đẹp, chất lượng cao và là hàng kỹ. Và toàn bộ máy móc đã được kiểm tra tại xưởng vị nhé, kiểm tra rất là kỹ
và những cái con lắc và quả tạ thì treo rất là cân, đó, treo rất là cân và trang trí rất là đẹp và hoàn thiện sắc nét kỹ càng trên nền sơn là O7. Và ngay sau đây thì sở em sẽ kết thúc video clip tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.